Hôm nay cùng với lại bà xã đi Costco nha. Vào đây nó bán bông cháy nhiều quá nè em. 32 đồng một cây bông cháy. Xà bông nó có sale nè nè em. 14 đồng. 14 đồng 49 cho 2, 4, 6, 8, 16 cái nè các bạn ha. Như vậy một cục có chưa tới 1 đồng nữa. Ồ. Kem đánh răng 5 cái có 11 đồng, 1 cái có 2 đồng mấy à. Vào Costco giữa tuần coi có cái gì lạ hay không. TV 74 inch 1199 à, hiệu LG. TV bây giờ rẻ lắm các bạn, nó có nhiều loại khác nhau lắm. Cái này 75 inch mà 1200 ha, còn cái này 77 inch mà 2500 cũng hiệu LG, nhưng mà nó có khác cái mấy cái như là nó tốt hay là không tốt hơn các bạn ha. Wow, giờ TV mua đã. Mấy cái này cũng còn hơi đắt. Để chỉ cho các bạn coi nè. Cái này cũng 75 inch nè, mà có 1000 đồng. Còn cái này 70 inch mà có 400 đồng à. Ở đây 399 đồng 99 xu thấy rẻ quá ha. 70 inch luôn. Không biết ở Việt Nam TV nó rẻ hơn ở đây không ta. Còn ở đây 58 inch mà có 289 đồng 99 xu. Quá trời là rẻ luôn à. Rẻ như cho vậy các bạn. Nhưng Sony thì lúc nào cũng mắc nha, tại vì hình ảnh của Sony á nó đẹp lắm. Nè, 1999 đồng 99 xu. Wow, 75 inch mà có 799 đồng 99 xu à. Quá bự luôn nè các bạn. 75 inch. Sáu mươi lăm inch mà có 649 đồng 99 xu à. Ở đây 65 inch 429 đồng. Còn bên đây 65 inch mà có 399 đồng 99 xu. Nó tùy theo hiệu. Thường thường là hiệu Samsung với là cái hiệu LG thì nó rẻ hơn là Sony. Tới mùa hè rồi à, sắp sửa tới mùa hè rồi, Costco cũng bán hoa về chồng luôn các bạn ha. Đủ thứ các loại, 17 đồng 99. Cái này giống như Lily ha. Cái loại này thì mình không biết nha. Màu tím buồn thì nó cũng gọi là lavender. Thường thường màu tím là màu purple. Nhưng lavender không phải là màu tím, nó lợt lợt hơn một chút xíu.
này giống như bông bụp quá. Đủ loại màu hồng và màu tím. Cái này giống như cái gì? Cẩm tú cầu hả các bạn? À, cái này thì 23 đồng 99. Wow, đẹp quá ta. Ngoài ra họ cũng bán những cái chậu xương rồng như thế này nè. Ở nhà mình thì rất là nhiều luôn cái này. Mấy cái xương rồng này nè các bạn. Các bạn trồng chừng khoảng cỡ 1 năm 2 năm hay nó bị lớn thôi mà nó ra đẩy hết nguyên một cái chậu bự luôn nè. Bây giờ mình phải dạt bỏ bớt. Tám cái như vậy là 24 đồng các bạn. Như vậy là 3 đồng một cái ha. À, đúng rồi. 3 đồng cho một chậu như thế này đi nè. 8 chậu là 24 đồng. Đủ loại. Xà bông Fenty 13 đồng 99. Thêm in quanh luôn. 10 thứ trong một luôn. Cái này là conditioner thôi. Conditioner thôi chứ không phải là shampoo. Đây làm cho tóc nó mượt ra nè các bạn ha. Ồ, shampoo bên đây nè, cũng 13 đồng 99. Mấy mặt hàng nào mà bước vô để gần gần nha, cho người ta xem là những mặt hàng đang sale đó các bạn. Chào, cái này cũng mới ra nha. Có vitamin E shower bath gel. À, có ai biết cái hiệu này không ta? 19 đồng 99. Nitrogena hả? Cái loại này thì mình thấy nó tốt quá mà chưa có sử dụng qua. Còn cái này thì của dùng cho đàn ông các bạn, vừa tắm mình mẩy rồi wax cái gương mặt luôn, chứ nó không phải là xà bông nha. Hai hộp như thế này đây là 12 đồng. Thật ra nó đang sale ở 16 đồng, nó sale 4 đồng còn 12 đồng. Công nhận ở xứ tự do, ở Mỹ Đế này, xà bông của đàn ông, rồi đàn ông xà bông cho đàn bà, rồi xà bông cho trẻ em. Vào cái này nó đang sale 4 đồng rưỡi đặt bằng 16 đồng. Mình nó sẽ 4 đồng rưỡi, còn lại 11 đồng rưỡi. Mình lấy cái giá chẳng thôi nha. Ba thứ, cái olive này cũng nhiều người xài lắm các bạn, nhất là phụ nữ. Ba thứ luôn. Theo mình thấy nó 11 đồng rưỡi, cái này là ok, ngon lành nè. You try this before? Yeah. It's good? I got it for you. It's thank you. Oh, yeah. Yeah, it's what I've been. Is this for sour and body wax too? Yeah, body wax. Oh, okay. Yeah. Thank you. Yeah.
mấy cái hộp mà này 3 pounds mà có 8.99 nè các bạn. Mình thấy rẻ quá ha. Cái này nó còn sống nha. Về mình rang lại hay là mình làm gì lại á, hoặc ăn sống cũng được. Rất tốt cho tim mạch. Còn cái hộp cái này là các bạn là 13.49. Cái này mà ngồi nhâm nhi cũng được, nhưng mà cái này hình như nó rang với muối, nếu mình không thích gì mấy. Nó hơi mặn, nó khô nữa. Cái hộp này mà ngồi mà nhâm nhi rồi cũng ngon lành lắm. Khu vực này là khu vực bán quần áo. Wow, Nike Men's Stripe Polo 28 đồng. Giải rất tốt luôn các bạn nha. Giải mềm, mịn mát, hiệu Nike nè. Cái này mà mua về cho Việt Nam là khoái lắm. Thích lắm. Có 3 loại màu. Mấy cái màu này là màu thịnh hành không nha các bạn ha. Mấy chiếc xe bây giờ ra là loại mấy cái màu này không nè. Mình thấy 28 đồng là giá cũng ok lắm á. Theo ở Việt Nam thì cái này cũng khoảng cỡ 650, 650 ngàn trong cái áo thun này. Cũng không mắc lắm đâu. Nếu mà ở Việt Nam thì nó mắc, nhưng ở Mỹ thì không mắc. Cái quần này đang sale này các bạn. BC Clothing Men's Convertible Pants 20 đồng, sale 5 đồng, còn 15 đồng. Mấy cái loại này à, bận mà đi làm à, thì hết sảy. Mình này nó giãn giãn cũng ra chút xíu. Mình thấy nó chắc lắm các bạn ơi. Đủ thứ màu hết. Quá rẻ luôn. Mình thấy đẹp. Mấy quần này bận đi làm hết sậy. Mình thấy người đẹp của mình. Hi, how are you? Mình thấy người đẹp của mình đang lấy đồ free ăn. Vô trong Costco này có nhiều đồ free lắm các bạn. Không, cái quần này đẹp quá. Quần này đẹp lắm. Mà nó sale nữa. Đồ thử ra, cái này gọi là gì? Suki's Tomato and peas, là khoai tây với lại đậu xanh thôi. Nó bán 14.99 cho 16 cái các bạn. Để mình ăn thử một cái nào ha, cho các bạn xem. Ok, để mình try one. Thank you. Ở đây họ có cái giấy này. Kiss me. Ăn xong xuôi họ có giấy cho mình cái napkin đây luôn các bạn ha. Cái này nè. Suki 14.99, 14.99. Cái này nó giống như đồ ăn của Mỹ đó các bạn. Ăn là có giấy chùm miệng luôn nha. Chà, hồi nãy mình lúc mình quay á thì các bạn không có thấy. Bây giờ mình lấy thêm cái này nè để các bạn thấy. Mm-hmm.
mình thử bao nhiêu cũng được á, nhưng thường mình thử 1-2 cái thôi. Đấy. Có được không? Giống như ăn mễ ta đi các bạn. Bữa nay cheese nó bán sale nè các bạn, 6 đồng à. Nay 49 nó sale 3 đồng rưỡi, còn lại 5 đồng 99. À, 4 hộp như thế này đây. Các bạn nào ra sớm mua ha, không thôi là nó hết á. Cái này có 6 đồng à, only $6. Laughing cow có nghĩa là con bò cười đấy các bạn. Dạ, mình thấy còn nhiêu đây thôi à. Và mà các bạn biết Costco mà, nhiều khi trong vòng một ngày là sale hết rồi. Rồi, kế bên đó người đẹp mình thấy có cái món gì nữa rồi. Bò gì nè, bíp. Bíp khô, thịt bò Kobe, còn này bíp kebab. Không biết luôn á. Oh, cái này giống như là người Trung Đông hay ăn nè. Thịt bò này nè, họ nướng lên ăn cũng ok lắm. Lấy không? Lấy ăn. Ừ. Nướng lên ăn. Cheese này rất ngon nè các bạn nha. Bữa nay nó sale nhiều nè. 13 đồng 79, sale 4 đồng 30, còn là 9 đồng 49. Mỹ hay mua ăn này lắm. Ở bên cái cô này thì có ăn thử cái này nè. Có ăn thử cái tonkotsu miso ramen. Cái giống như mì nè các bạn. 12 đồng 79, 12.79. Thank you. You're welcome. Bây giờ mình thử cái mì nãy đó các bạn. Cũng ngon. Mình vẫn thích ăn cái mùi vị mì của Việt Nam hơn. Cái này cái mùi vị giống như mùi có thịt bò mà nó nặng quá. Nếu các bạn mà muốn cái mùi vị của người Á Đông á thì tôi không recommend mua cái này nha. Miếng cheese này Jasper 6 đồng 49, mình thấy ngon đó các bạn. Không biết sao mình thích loại mà chi màu vàng, mình có cảm tình với chi màu vàng hơn mấy loại kia. Nhưng cái loại kế bên này các bạn thấy không, vị lớn vậy thôi. Kingdom 8 đồng 99, đó mắc hơn tới 2 đồng mấy luôn. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha. Loại này 12 đồng một miếng này các bạn. Mình chưa thử qua cái loại cheese này. Wow, chiếc xe đạp này nhiều khi còn mắc hơn chiếc xe Honda hai bánh ở Việt Nam nữa đó các bạn. Chiếc này 450, Diamond Black. Hình như là em rể mình ở Việt Nam có một chiếc này giống giống như vậy đó.
mười mấy triệu, 20 triệu. Rất là nhẹ luôn các bạn. Nó xài bằng cái kim loại gì á, rất là chắc luôn á. Tính ra 450 là mười mấy triệu rồi. Nhiều chiếc xe Honda Việt Nam mà dưới 10 triệu nữa. Ý tôi nói muốn nói là những cái xe mà vừa vừa với lại dõm dõm á nghe, chứ không phải là xe đắt tiền nha. Dĩ nhiên xe Honda hai bánh có nhiều chiếc cả 100 triệu lần. Chiếc xe đạp này ngon rồi nha. Quần áo của phụ nữ hoặc là đàn ông ở trong Costco này thường thường nó 9-10 đồng, mười mấy đồng cái các bạn, rẻ lắm. Mình coi mấy cái bảng giá toàn là mười mấy đồng, mười mấy đồng, mười mấy đồng không à. Mà đồ trong Costco là đồ từ trung bình trở lên không nghe các bạn, chứ không phải là hàng dởm đâu nha. Tới mùa hè là bắt đầu cái họ dọn rồi, họ bán mấy cái đồ mà bạn cho nó mát mẻ này các bạn. Bên đây là đồ của trẻ em, cũng mười mấy đồng một bộ, mười mấy đồng một bộ thôi. Mình thấy mấy cái quần của người mấy người phụ nữ nằm 12 đồng 97, 1297 này, ăn nhiều cái đẹp lắm. Có 13 đồng cái, nhiều màu luôn các bạn. Màu đen cũng có, màu burgundy cũng có. Anh em không phải màu bạc đô đâu hả? À, màu xanh cũng có. Cái này cái cashews các bạn, 12 đồng 49, 1249. Hi, how are you? How are you? Very good, thank you. It's for sample, right? Yes. Cái này, nè nè các bạn, cái này là cái sample của chúng ta này các bạn. 12 đồng 49, nếu mà mình thích á thì mình mua ở đây. Ok, thử mà sao? Ăn mời quý vị nghe. Cái này bột nhiều ha. Cái này ăn cũng dễ khát nước lắm các bạn. Ở trong đây họ cũng bán những cái cây ăn trái mà vào cây nó nhỏ mà xong nó dễ sợ luôn ha. Này giống như cây chanh nữa. Này bưởi. Rồi nó bán mấy chục đồng cây ha. Bông bưởi ha. Này lá mành nè, chanh. Cái này á, cái loại chanh này đấy bạn, xanh xanh này á thì nó kêu bằng lime. Còn cái mà chanh vàng này á thì ở đây họ kêu bằng lá mành. Chẳng ngoài chẳng gì mà họ có bán những cái loại khác nữa. À, trái nè, nhỏ mà trái này hình như đào lông á, đúng rồi, đào lông rồi các bạn. Khu vực này là khu vực cây ăn trái,
bên bển có những cái loại cây như là cherry gì đó. Cherry, đào lông, rồi apple, trái táo các bạn. Nhưng nói về mua mấy cái loại cây ăn trái này thì mình nghĩ rằng các bạn nên ra Home Depot hay chợ Lowe á, thì cái giá cả ngoài đó nó tốt hơn. Với lại ở ngoài đó thì sẽ chuyên nghiệp hơn. Wow, chiếc xe này đố các bạn là xe hiệu gì nè? Các bạn có thể mua tại Costco nha. Xe này tụi trẻ thích lắm đó các bạn. Hãy nhìn bên trong, hãy nhìn bên trong có gì ha. Wow, ngon lành chưa? Ồ, giá của nó, của chiếc xe này 35 ngàn. 46 ngàn, nhưng mà ở trừ manufacturing 5 ngàn rưỡi, rồi Costco member save 6 ngàn nữa, có nghĩa là nó sale xuống 11 ngàn, còn lại 35.190 đồng. À, quá đẹp luôn á các bạn. Cái này là máy, có máy mấy cậu trẻ mới ra trường ha, đại học ha, mua tặng cái là hết sảy luôn. Cái này là hiệu Dodge Charger GT. Nãy giờ mình tưởng là xe Mustang nhưng không phải, hiệu Dodge. Đâu quá, tự động. Bây giờ ít có số tay lắm. Cái này mình đâu có mở cửa được đâu. Quá đẹp luôn. Mình đứng tuổi rồi mà mình còn thấy chiếc xe này mình còn thích nữa mà các bạn. Bốn mươi mấy ngàn mà bây giờ còn lại có 30 mấy ngàn thôi à. Nó bớt 11 ngàn. Nhưng xe này là xe 2023 nha. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình đi dạo chơi Costco ngày đầu tuần và giữa tháng, coi trong đây nó có sale những cái gì không nha. Thường thường mà đi trong đây những người phụ nữ là họ đi quay rất là hay, họ tỉ mỉ hơn. Ok, bữa thứ hai đầu tuần thì mình thấy người đi chợ cũng ít lắm các bạn, không có đông lắm đâu. Ở đây thì họ bán sỉ cho nên gì nó cũng rẻ, cũng tại vì cái rẻ rẻ mà nhiều khi mình cứ bóc lên cho bỏ trong xe, đến hồi ra là toàn là mấy trăm đô không à. Cái khu vực này là khu vực mua trái cây, mua cây ăn trái đó các bạn, chanh rồi đào, táo, rồi cũng có mận Mỹ nữa, cam, cái bưởi, cherry, vân vân. Cũng có nhiều người tới đây người ta mua sẵn, người ta đi chợ người ta mua luôn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã cùng với mình chia sẻ một ngày đầu tuần đi chợ Costco. Chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và xin gặp lại quý vị trong một video lần sau. Nếu thấy thông tin hữu ích, nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh nha. Bye bye.